cái mũi của công chúa không ngừng dài ra, trèo đèo lội suối, băng núi vượt rừng. Ai nhìn thấy cũng coi đây là quái vật, phải làm gì mới có thể cứu cô ấy đây? Chào mọi người, tôi là ông Phát Review. Chào mừng mọi người đến với review phim hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một bộ phim có cảnh công chúa ăn mấy quả táo vừa cướp được. Sau đó, mũi của cô dài mãi không ngừng, trườn qua rất nhiều vùng đất. Một cái hắt xì của cô có thể khiến trời đất rung chuyển, thiên địa lung lay. Có ba gã cựu binh, pháo binh tên là Pancrasi, kỵ binh tên Bimbasi và binh hậu cần sớp Asi. Sau khi xuất ngũ, cả ba đều khố rách áo ôm, không nhà để về. Ba người anh em tình như thủ túc, quyết định lấy trời làm chăn, đất làm giường phiêu bạt khắp nơi, bốn bề là nhà. Ngày nọ, ba người đang ngủ ở trong rừng đến nửa đêm, pháo binh Pancrasi bị tiếng động đánh thức. Lúc tỉnh dậy, gã nhìn thấy một tiểu tinh linh ăn mặc giống hệt nhà ảo thuật. Tinh linh lấy một chén trà từ trong chiếc mũ màu đỏ. Sau đó, nó tiếp tục dựa theo nguyện vọng của Pancrasi, biến ra một đĩa bánh. Tinh linh nọ đưa chiếc mũ thần kỳ biến ra vạn vật tặng cho Pancrasi. Pancrasi nằm xuống ngủ tiếp. Không bao lâu sau, binh hậu cần sớp AC cũng tỉnh dậy, gã cũng thấy được một tinh linh khác. Nó thấy sớp AC thì lấy ra một chiếc túi bình thường, nhưng có thể đổ ra tiền bạc vô hạn. Tiểu tinh linh tặng túi tiền của mình cho sớp AC, sớp AC vui vẻ nằm ngủ. Một lát sau, kỵ binh Bimbasi cũng tỉnh lại. Gã nhận được một chiếc đàn hạc, có thể biến ra rất nhiều người từ tiểu tinh linh. Sau khi nhận được chiếc đàn, Bimbasi cũng vui vẻ mà nằm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Pancrasi dùng chiếc mũ của mình biến ra một bữa sáng thịnh soạn. Ba người vừa ăn, vừa khoe những bảo vật mà mình nhận được. Sau khi ăn no, Pancrasi dùng chiếc mũ biến ra một chiếc xe ngựa, Bimbasi dùng đàn hạc biến ra một phu xe. Ba người ngồi lên chiếc xe ngựa, dùng mũ biến ra quần áo mới rồi thay đổi quần áo trên người. Sửa sang sao cho đàng hoàng rồi bắt đầu du lịch. Có những bảo bối này, ba người tự nói ra nguyện vọng của chính mình. Pancrasi muốn đi câu cá, Sub AC muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, còn Bimbasi muốn đem quân đội đi chinh phục thế giới. Gã bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của Sub AC và Pancrasi, lấy đàn hạc biến ra một đội quân và một ít kẻ địch, định diễn tập ở nông trường trước mặt. Chủ nông trường hết lần này đến lần khác khuyên ngăn gã đừng đánh nhau ở đây, nhưng Bimbasi gần như điên cuồng, gã không nghe lời cầu xin của hắn. Sau đó, tiếng súng thi nhau vang lên, nông dân và đám trẻ cạnh đó đều bị dọa sợ. Pancrasi bước lên trước, dừng trận diễn tập này lại. Nhưng lúc này, cảnh sát đột nhiên xông tới, bắt hai họ lại rồi nhốt cả ba vào trong ngục. Sub AC và Pancrasi cho rằng, Bimbasi thích đánh nhau gây chuyện là do trước đây không có ai chăm lo, quản lý gã. Có vẻ họ nên lấy cho gã một bà vợ để quản lý hắn. Nhưng việc trước mắt là làm sao để thoát khỏi đây. Pancrasi lấy chiếc mũ màu đỏ, biến ra một chiếc chìa khóa, chạy trốn khỏi nhà lao. Sau khi lặn lội một quãng đường dài, ba người đến biên giới của một quốc gia. Nơi này vừa bẩn vừa loạn, ruồi bọ bay khắp nơi. Pancrasi dùng chiếc mũ của mình biến ra từng bao thuốc lá hiệu lạc đà. Cuối cùng cũng mua chuộc được tên quan biên giới tham lam. Nhìn thấy tranh vẽ của người đẹp được treo trên tường, Bimbasi vô cùng hài lòng. Lấy cô này về làm vợ mình cũng ổn đấy chứ. Quan biên giới nói, đây là công chúa, người thật đẹp hơn trong tranh rất nhiều. Sau khi dùng tiền mua mấy bức tranh về, ba người xuất phát đi tìm công chúa. Họ vừa mới rời đi, quan biên phòng lập tức gọi điện cho ông chủ quán trọ và nói rằng có ba mỏ vàng đang đi tới. Ông chủ quán trọ gật đầu lia lịa. Ba người vừa tới nơi, ông chủ quán trọ lập tức tiến lên, nhiệt tình mời họ vào ở. Dù gì thì khắp đất nước này, quán trọ này của hắn là giống quán trọ nhất. Sau khi chọn một căn phòng không có ruồi bọ, có giá áo và trang trí vô cùng hào hoa cho ba người vào đó ở. Ông chủ quán trọ lại nói tin tức này cho quốc vương. Người có nhiều thuốc lá lạc đà và nhiều hành lý như vậy, nhất định là vô cùng giàu có. Sau khi quốc vương nhận được tin tức, ông lập tức hạ lệnh mời ba người vào cung, mở yến tiệc chiêu đãi, dùng nghi thức nghênh đón hoàng gia chào mừng họ. Nhất thời chiêng trống khắp nơi, pháo vang khắp trốn. Dân chúng vốn lười biếng cũng hưởng ứng lời kêu gọi của quốc vương, nhiệt tình hô hào, thậm chí còn khắc tượng vẫy tay với họ để biểu thị sự hoan nghênh. Ba người không nghĩ được rằng, những người từng không có chốn để về như họ, bây giờ lại được nhiều người yêu mến đến thế. Quốc vương tự mình mời họ vào cung, cô công chúa trong bức tranh xuất hiện trong yến hội. Thân hình nóng bỏng hoàn mỹ và ngũ quan tinh xảo của cô khiến cho ba gã cựu binh mê như điếu đổ. Công chúa cười lên càng thêm xinh đẹp, đặc biệt là Bimbasi, gã bị cô quyến rũ đến quên hết trời đất. Gã nhanh chóng lấy ra chiếc vòng cổ quý giá mà mình đã chuẩn bị từ trước, tự tay đeo cho công chúa. Sự hài hước của Sub AC khiến công chúa cười mãi không ngừng. Nhưng đối với người đã nhiều tuổi như Pancrasi, công chúa không thèm để ý. Thấy bọn họ đùa nhau vui vẻ, Pancrasi bị ghẻ lạnh mất đi hứng thú mà rời khỏi hoàng cung, trở về quán trọ. Vì muốn được công chúa yêu thích, Bimbasi và Sub AC lấy bảo bối của mình ra khoe với công chúa. Sub AC gỡ túi tiền xuống, rất nhiều vàng bạc rơi ra từ chiếc túi bé tí mãi mà không ngừng. Công chúa và quốc vương vô cùng bất ngờ. Bimbasi cũng không yếu thế. Gã dùng chiếc đàn biến ra quân đội, người hầu và cả những người thợ cắt tóc mà công chúa yêu thích. Cá và tay gấu không thể lấy cả hai, nhưng công chúa lại muốn có cả hai thứ. Quốc vương kính rượu rồi nói, uống hết ly rượu này chúng ta sẽ là người một nhà. Hai người đốc cạn chén rượu, sau đó say sẩm rồi ngất đi. Hóa ra quốc vương thèm muốn bảo vật của họ, nên đã hạ thuốc mê vào rượu của họ, sau đó thừa cơ trộm bảo vật của hai người. Bimbasi tỉnh lại trong quán trọ. Vì không muốn Sub AC cướp công chúa với mình, nên đã đồng ý với Sub AC sẽ biến ra cho gã một cô vợ xinh như vậy. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, đàn hạc không còn tác dụng.
Lúc này, ông chủ của quán trọ tới lấy tiền phòng, nhưng túi tiền của shop AC cũng không đổ ra được tiền nữa. Ông chủ ngày hôm qua vẫn rất nhiệt tình, hôm nay dường như thay đổi một người khác vậy. Vừa mắng chửi vừa lấy hết hành lý của ba người, coi như là tiền phòng. Dân chúng bên ngoài cũng đổi thái độ, vừa kêu gào đuổi họ ra khỏi đất nước vừa dùng đá ném bọn họ. Ngay cả bức tượng chào đón hôm nọ cũng biến thành thế này đây. Lúc này, ba người mới hiểu được rằng tất cả đều do quốc vương và công chúa làm. Pancrasi vô cùng tức giận, quyết định lấy lại bảo bối giúp hai người bạn của mình. Lúc này, công chúa đang cầm túi tiền vô cùng hưng phấn mà dốc vàng bạc ra. Pancrasi trèo từ ống khói vào hoàng cung, nhìn thấy công chúa, gã định dùng chiếc mũ của mình đổi lại hai bảo bối của bạn mình. Nghe thấy chiếc mũ có thể có cả tiền và người, hơn nữa cái gì cũng có thể biến ra được, công chúa tham lam lại bắt đầu lợi dụng sắc đẹp của mình. Nói gì mà người ta yêu là ngài, định dùng lời ngon tiếng ngọt cướp đi chiếc mũ của Pancrasi. May mà Pancrasi vẫn luôn đề phòng, không rơi vào bẫy. Thấy mỹ nhân kế thất bại, công chúa lập tức gọi quốc vương lại. Quốc vương lấy cây đàn hạc lập tức biến ra vài lực sĩ to cao. Dù có mạnh, có giỏi võ như thế nào đi nữa, nhưng trước mặt cây súng mà Pancrasi biến ra, quốc vương và lực sĩ chỉ có thể đầu hàng. Lúc này, tướng quân đột nhiên tập kích hắn cướp lấy mũ thần của Pancrasi và lấy đi cây súng. Song quyền khó địch bốn tay, Pancrasi chỉ đành phải trèo lên ống khói để trốn thoái. Ba người bị cướp không còn gì giống mấy con chuột cống chạy trên phố, người gặp người đánh nhếch nhác chạy ra khỏi đất nước này. Bọn họ vừa đói vừa rét, đành dùng bức tranh của công chúa đổi ba bát cháo trắng và vài cái bánh mì ở một quán trọ. Ba người ăn no lại trở về rừng rậm, có lẽ ba tinh linh kia có thể giúp đỡ bọn họ. Nhưng chúng ở đâu? Ba người quyết định chia nhau đi tìm, họ tìm rất lâu. Sếp AC vừa đói vừa khát, bước tới một gốc táo nhặt táo rụng ở dưới đất lên ăn. Càng ăn nhiều, gã càng cảm thấy mũi không thoải mái. Lúc bỏ tay ra, gã thấy mũi mình dài hơn vòi voi, hơn nữa càng ngày càng dài. Sếp AC vô cùng kinh sợ. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ba con quạ đen trên cây táo bỗng nhiên cười phá lên rồi nhả một quả lê xuống. Sau khi sếp AC ăn xong quả lê, mũi gã dần dần bình thường lại. Lúc này, táo và lê trên cây tiếp tục rụng xuống. Theo tiếng đập cánh của ba con quạ đen, gió bão nổi lên tứ phía, ba gã cựu binh đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi tỉnh lại lần nữa, họ lại trở về đất nước đầy ruồi nhặng. Hơn nữa, bộ dạng cũng trở nên khác biệt, trông họ giống như mấy người Ấn Độ vậy. Lúc ngẩng đầu lên, ba người thấy ba con quạ đen. Cuối cùng họ cũng hiểu, ba con quạ kia là tinh linh biến thành, họ cũng hiểu được dụng ý của tiểu tinh linh. Pancrasi đến giữa chợ bán táo. Gã nói, người bình thường ăn quả táo này sẽ trúng độc, nhưng người của hoàng tộc ăn phải, không những kéo dài tuổi thọ mà còn trở nên xinh đẹp hơn. Không ngoài dự đoán, quốc vương nhanh chóng chạy đến thu mua táo thần, rồi đưa về cung cho cô con gái quý giá của hắn ăn. Thấy quốc vương rời đi, Pancrasi lộ ra một nụ cười gian manh. Nghe nói ăn táo sẽ trở nên xinh đẹp, công chúa vô cùng vui vẻ ăn liền 3-4 quả. Đột nhiên, mũi của công chúa đột nhiên có chút ngứa. Cô đến trước gương thì phát hiện cái mũi của mình đột nhiên dài ra. Hơn nữa, nó càng ngày càng dài mãi không thôi. Quốc vương nghe tin thì nhanh chóng chạy đến. Thấy chiếc mũi của con gái mình biến thành như vậy, nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ đành nhẹ giọng an ủi. Mũi của công chúa trườn ra ngoài cửa sổ, bò trên đường cái. Dân ở đó thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo chiếc mũi kỳ lạ. Mũi của công chúa không ngừng dài ra, vượt qua cả biên giới. Quốc vương chỉ đành bảo tướng quân gọi điện thoại hỏi nơi đến của chiếc mũi. Chiếc mũi của công chúa vượt qua núi tuyết và đồng cỏ đến trước cửa một nhà nông. Nông phụ tưởng chiếc mũi là quái vật nên đã lấy nước nóng đổ lên khiến công chúa bị bỏng, kêu rên không ngừng. Sau đó, chiếc mũi vượt biển đến nước Đức, quân đội nước Đức bày trận chờ sẵn. Hơn nữa, còn gọi điện thoại cảnh cáo quốc vương kia, nếu chiếc mũi tiếp tục vào sâu thêm, hai bên sẽ tuyên chiến. Tướng quân nhanh chóng đáp lời, đây là mũi của công chúa, nó đang tham quan nước bạn, không phải cố tình xâm lược. Nghe tin đây là mũi của công chúa, chính phủ nước Đức đột nhiên thay đổi thái độ, lập tức hạ lệnh tấu nhạc, răng đèn kết hoa, nghênh đón sự thăm hỏi của mũi công chúa. Hơn nữa còn tặng cho cái mũi một chiếc huân chương hòa bình. Thấy công chúa đau đớn, quốc vương vô cũng lo lắng. Ba gã cựu binh đóng giả làm hiền triết Ấn Độ đến cầu kiến, nói mình có cách chữa khỏi mũi của công chúa. Quốc vương hạ lệnh, lập tức gọi bọn họ vào. Sau khi giả vờ hỏi ý kiến của thần linh, Pancrasi mài một ít nước lê, rồi trộn thêm ít bột tiêu bón cho công chúa ăn. Sau khi ăn xong, công chúa hắt hơi không ngừng. Điều thần kỳ là, chiếc mũi dài ngoằng không ngừng ngắn lại. Từ Đức về đến Praha, từ Praha ngắn về đến biên giới thì dừng lại. Ba gã cựu binh nói, có lẽ là do lượng thuốc không đủ. Tiếp đến, họ đổ cả lọ tiêu vào bón cho công chúa ăn. Công chúa ăn xong thì ông chịu nổi nữa, hắt hơi đến mức trời đất rung chuyển, hoàng cung suýt nữa thì bị sập. Hắt thêm cái nữa trời nghiêng đất lệch. Nhà trọ duy nhất của đất nước ruồi nhặng cũng bị đổ sập. May mà cuối cùng cái mũi cùng về đến phòng của công chúa, nhưng khi chỉ còn vài cm nữa, nó lại ngừng. Pancrasi nói, chắc chắn là trong hoàng cung có gì đó dơ bẩn như đồ được trộm về. Nếu như không giao ra, chỉ sợ cái mũi của công chúa sẽ mãi mãi như vậy. Lúc mới đầu, quốc vương vẫn không thừa nhận, tướng quân thì phản đối việc lấy đồ ra. Nhưng đối với một cô gái mà nói, chẳng có cái gì quan trọng hơn sắc đẹp cả. Cô bảo lực sĩ đưa tướng quân đi, sau đó trả bảo vật lại cho ba gã cựu binh. Làm người phải có lòng khoan dung, Pancrasi lấy quả lê ra. Sau khi công chúa ăn lê xong, mặt mũi biến trở về như cũ. Ba gã cựu binh lại đem theo bảo bối, tiếp tục lên đường du lịch. Nửa đường Bimbasi uống nhiều lại bắt đầu muốn chinh phục thế giới. Pancrasi lấy mũ biến ra một chiếc đại bác để ngăn cản. Ngay lúc hai bên chuẩn bị khai chiến,
Ba con quạ đen mà tinh linh biến thành đột nhiên xuất hiện trên không ngăn cản họ lại, sau đó đưa ba người về lại khu rừng. Tiểu tinh linh nói, tặng các ngươi quà là để các ngươi vui vẻ. Không ngờ được các ngươi lại lấy nó đi khoe khoang, diễu võ dương oai, dọa dẫm trẻ nhỏ. Sau khi trả bảo vật lại, ba gã cự binh đột nhiên tỉnh ngộ. Quyền lực, tài phú và vật chất không quý trọng bằng tình cảm giữa ba người họ. Cuối bộ phim, ba gã cự binh nắm tay bọn trẻ, vừa hát vừa nhảy và bắt đầu một cuộc sống mới. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này tên là Ba gã cự binh, được công chiếu năm 1984. Đàn hạc, túi tiền và chiếc mũ đỏ trong bộ phim đại biểu cho nhân lực, tài lực và vật lực. Những thứ này có thể đáp ứng hết tất cả các nhu cầu của con người, nhưng sự hạnh phúc thực sự không phải là do những thứ này. Thực ra, chỉ cần một trái tim chân thành, lương thiện là đủ. Tình bạn cần phải đổi tình cảm chân thành mới có thể có được. Các bạn nói có đúng không? Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.